Vâng, em xin chào anh em mình nha. Chúc anh em mình buổi tối vui vẻ. Thì tối hôm nay em xin làm clip mình test cái cặp còi 511B ha. Cũ là 806-8A nha anh em. Cũ xanh. Cũ thì còn rất là đẹp. Thì sau video test mình sẽ tháo cái đai farm ra, mình quay phía bên trong anh em mình xem coi nó mới và nó càng như thế nào nha các bạn. Thì ở clip này mình sẽ phối ghép cấu hình là hai quay, mình dùng phân tầng của Antec Lenxin N501-8A ha, 8 ohm ha, cắt 500 hạt. Thì cái bộ code này còn đẹp ha, còn hộp đồ đầy đủ hết, mình mới vừa làm dây xong nha nè ha, dây mình làm đồ code. Thì em sẽ ghép với cặp pad Beholder ha, BBK 38F. Thì con này mình cũng chưa có giao nha anh em ha, mình sẽ test chỉnh chu và mình sẽ giao hàng. Tại vì khách quen các bạn ha, khách quen thích thì mua thôi chứ không có gấp các bạn, tại vì nhà rất là nhiều lo để chơi, đam mê thì thích là cứ mua thôi anh em ạ. Bây giờ em xin ghép đấu nối dây rồi hết rồi, mình mời anh em mình nghe đoạn test nha. Vâng các bạn, thì mình đã định hình cũng như là kết nối dây lo xong hết rồi nha anh em ha. Và cái cặp họng kèn 511B này thì tem còn đẹp liền lạc nha. Đây các bạn, sơn thì cũng có chày nha, có chày nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Thì mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi, anh em mình về anh em mình chơi thôi nha. Hiện tại là mình đang lắp với cái cũ là 806-8A nha. Bộ cũ này một tí mình sẽ quay bên trong anh em mình xem tem và máy tinh nha các bạn ha. Rồi mình sẽ sử dụng con bát là Beholder BBK 38F, phân tầng là N501 ha, 501-8A. Thì vì là lo bên ngoài cho nên thì anh em mình sẽ cảm nhận một phần nào đó của tiếng bass của con này thôi nha các bạn. Thì giờ mình sẽ mời anh em mình nghe một đoạn nhạc. Thì cái clip này mình sẽ test cái trung âm là chính nha anh em ha, vì là lo vắng hở sự bằng mình để bên ngoài mình không thể là mà test bass đánh đùng đùng được nha anh em. Mình sẽ test cái trung âm dày dặn khò và tiếng khò khè của cây kèn 511B và trung âm dày dặn của cái cũ lo bass Beholder BBK 38F nha các bạn. Rồi bass chép mình không có dặn ha, không có chỉnh các bạn ơi. Đó. Thì nay mình test luôn con ly đầy nông luôn, mặc dù nó không có hợp các bạn ha. Con này ghép với cái lo cổ, bộ lo cổ như thế này nó không có hợp. Hồi nãy mình chưa có kết nối dây lo cho cái con âm ly cho nên mình cũng không có test ha, anh em mình thông cảm. Bây giờ mình sẽ mời anh em mình nghe bài test. What a difference a day makes. 24 little hours that brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. When there's a rainbow before me, skies above can be stormy. Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes. And that difference is you. Cái này nó hơi bị dơ nha nè. Dạng
tới dặn luôn là đó. What a difference a day makes. And there's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Vâng các bạn, thì cũng như là mình vừa test một cái bài nhạc rất là quen thuộc ha, để chủ yếu là anh em mình dễ cảm nhận cũng như dễ phân biệt cái chất âm của đôi loa kèn. Anh test Lansing 806-8A và đang ghép với cái họng là 511B ha. Thì họng này khá là to, bề ngang nó là 59.5 nha các bạn. Vâng, em xin chào anh em mình nha. Thì với một hình anh em đang xem là một cái củ kèn Antech Lansing model là 806-8A, củ xanh. Và anh em mình thấy là cái cặp lo tình trạng là còn rất là đẹp ha. Đó, rất là kèn nha anh em ha. Thì mình quay cho anh em mình xem. Mấy cái chạm còn trắng tươi, bóng lưỡng ha. Tem thì liền lạc. Thì ở cái video này mình sẽ tháo ra, mình quay cái diaphragm anh em mình xem cái diaphragm nó có đẹp hay không. Thì anh em mình nhìn cái ngoại hình của cái củ còi này á, thì anh em mình sẽ đoán được là cái diaphragm sẽ rất là đẹp. Tại vì ngoại hình đẹp thì diaphragm bên trong chắc chắn là đẹp nha các bạn ha. Đây, mình sẽ quay cái củ còn lại nè. Con này gần như là ít xài nha nè ha, gần như là ít xài. Thì cái gòn giấy nè còn rất là mới ha, còn rất là mới. Rồi bây giờ mình sẽ tháo anh em mình xem. Thường ốc Mỹ sẽ là ốc dẹp nha nè. Ốc Mỹ là ốc dẹp. Đó. Thì tháo cái này bình thường thì anh em nhắc tay thì cũng rất là ngại tháo các bạn. Tháo thì đơn giản thôi. Để mình lại kiếm cái gì mình cố định nha anh em ha. Để mình thử để lên cái cuộn băng keo. Cũng không nguyên các bạn ơi. Thôi để dưới đi cho nó an toàn ha. Rồi mình sẽ tháo bốn cái con ốc này ra là mình thấy được cái diaphragm mà các bạn. Mình dặn thật là nhẹ tay, thật là đều tay nha anh em ha. Đây. Đó, ốc Mỹ nè, ốc Mỹ thì hãy in nha nè. Đó, anh em mình sao anh em có mua đồ Mỹ về chơi mà lỡ mất ốc là anh em mình phải kiếm ốc hệ in nha. Đó, anh em đừng có lấy mấy ốc hệ mili, anh em mình dặn vô là hư gen hết. Mình thấy cũng có nhiều anh thợ cứ dặn không vô, gán dặn cho nó vô các bạn. Dặn vô là banh xác luôn nha anh em ha. Anh em mình lưu ý nha, đồ Mỹ là hệ in nha anh em ha. Đó, thì mình tháo cái nắp này ra mình sẽ thấy được cái diaphragm bên trong nha. Bây giờ mình sẽ tháo một cái luôn, mình khui cùng lúc hai cái cho nó up phê nha anh em ha. Củ còi này thì tối hôm qua cũng có anh trai anh chốt mà ha. Anh chốt rồi sáng lên thì suy nghĩ lại là cho qua nha các bạn. Nói chung là âm thanh audio là phải đam mê dữ lắm ha. Đam mê dữ lắm mình mới mua thôi. Cặp cũ giá cũng mười mấy triệu, cũng rất là cao ha. Cũng rất là cao, nói chung mười mấy triệu cũng không phải là cao các bạn ơi. Sản phẩm âm thanh thì có những cái thì giá cũng rất là nhiều tiền nè, cũng rất là nhiều tiền. Đó, vấn đề là mình có mua đúng hàng hay không nha. Anh em mình mua hàng anh em mình phải tìm hiểu các shop kỹ trước khi mua nha. Xem cái độ tương tác của người ta rồi những cái comment, những cái bình luận rồi đó. Xem có tốt hay không. Rồi cái kênh bán hàng á, người ta có đặt để địa chỉ rõ ràng hay không. Cái cách mình xem đặt để địa chỉ thì anh em mình vào kênh YouTube, anh em mình bấm vào cái
cái tên của tài khoản ở phía dưới người ta hay để thông tin địa chỉ hay là số điện thoại rồi đó ha. Nếu thông tin đầy đủ rõ ràng á thì anh em mình tín nhiệm ha, còn mà không có thông tin địa chỉ thì anh em mình nên quan ngại. Thứ hai là cái video có ra thường xuyên hay không ha, rồi bình luận phản hồi của khách hàng trong những cái video đó các bạn ha. Đó, thường thì những cái kênh mà nó không có ok thì thường người ta sẽ không có để bình luận cho anh em, không có để cái phần bình luận á, người ta sẽ hạn chế bình luận, thì anh em mình sẽ không thể nào mà bình luận hay là phản ánh lại những cái sản phẩm mà người ta đã từng mua. Nhiều lúc người ta mua không đúng á các bạn, thì người ta sẽ phản ánh lại, thì người ta không có phản ánh được tại vì người ta chặn mất tiêu rồi. Rồi cái đó một số kinh nghiệm ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái diaphragm ra, bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em ha. Mình khui cái đầu tiên nè các bạn, cái diaphragm bên trong còn rất là đẹp nha anh em, còn rất là đẹp, rất là keng nè đó. Anh em mình thấy cái đế này nè đó. Cái đế này còn sáng trưng nha anh em. Mấy cái này á, thì thường anh em mình mua nếu mà cái cũ mà nó không được đẹp á thì những cái này nè nó hơi bị oxy hóa nha, nó không có còn sáng bóng như thế này nha anh em ha. Và cái cặp củ còi này anh em nào mua thì cũng rất là chúc mừng cho anh trai ha, anh trai mua về thì giữ gìn cho nó kỹ nha ha. Giữ gìn cho nó kỹ, đừng để độ ẩm cao quá, độ ẩm cao quá thì nó oxy hóa mấy cái này là sau này nó bị mờ, thì nó bị mờ thì nó không đẹp thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì như các bạn ha. Đấy, mình quay cho anh em mình xem nè, này các bạn. Đó, đẹp ha, không có bị cắn mốt gì hết nha anh em. Đó, mình quay hơi bị kỹ nha các bạn, mình quay hơi bị kỹ đó, nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng 360 độ luôn. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ quay cái còn lại nha anh em ha. Đây, khui khui đây các bạn. Đó, anh em mình thấy nè, đây farm đẹp ha. Đó, hồi nãy có cái cọng lông của cái bông tiêu âm các bạn, cái bông tiêu âm nó rớt xuống nha, mình thổi ra rồi đây nè các bạn. Đó, hơi bị đẹp ha, đây đẹp ha. Và cái đế này còn rất là keng nè, còn rất là keng đó. Ở đây nè, nó cũng có bị oxy hóa nhẹ nhẹ nè anh em, bị oxy hóa nhẹ nhẹ nè, đây mình thấy nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đo chở cho anh em mình xem nha, mình đo chở cho anh em mình xem coi cái hai cái củ còi này chở nó như thế nào. Rồi mình sẽ đo nha anh em ha. Thường này nó ít khi nó căng nhau lắm các bạn, nó hay lệch nhau 1 ohm hoặc là 2 ohm rất là bình thường. Để mình xem cái củ này nó có căng nhau hay không nha. Tám ohm nha anh em ha. Bảy chấm tám ohm. Rồi ok, mình sẽ đo cái còn lại nha. Bảy chấm tám ohm nha anh em ha. Đó, 7.8 ohm, căng nhau luôn đó. Rồi rất là ok. Rồi xin cảm ơn em mình rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em mình ở video sau. Đó, anh em nào có cùng đam mê âm thanh thì hãy đăng ký kênh và để lại một nhấn chuông để nhận video mới nhất sớm nhất nha các bạn. Rồi xin cảm ơn em mình rất là nhiều.